Bốn bài học cuộc sống thấm thía mà đạp xe hàng ngày đã dạy cho tôi. Hành trình đạp xe hàng ngày của tôi khá gập ghềnh, thế nhưng cũng đầy thú vị. Dù có thể ngã 100 lần, nhưng đừng bỏ cuộc, mãi cố gắng đứng lên để tiếp tục. Đạp xe hàng ngày, dù nắng hay mưa, đã dạy tôi 4 bài học thấm thía. Đó chính là chia sẻ của blogger Admista Karandre, chuyên viết về sức khỏe lối sống trên Medium. Hãy cùng theo dõi video sau đây của Đạp xe 360 để biết những chia sẻ đó nhé. Và nếu như lần đầu tiên bạn đến với kênh Đạp xe 360, thì đừng quên nhấn like, share, subscribe và bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ Đạp xe 360 nhé. Trái ngược với đa số, tôi học đạp xe lúc 31 tuổi, tuy nhiên tôi không hề xấu hổ khi nói điều đó. Học chỉ là bước đầu tiên, điều mà tôi học được và làm nó hàng ngày mới là những gì quan trọng. Tôi đạp xe 12km mỗi ngày, tuy không nhiều nhưng điều này làm tôi rất vui vì tôi nằm trong top 15% dân số đạp xe vì thể dục. Ở Úc, mạng lưới đạp xe khảo sát thường xuyên chỉ có 13,8% người dân đi xe đạp, và ở Mỹ, con số thống kê này giảm xuống còn 12,8%. Tôi đã từng đạp xe ngược chiều gió trong những cơn mưa xối xả và qua những địa hình gồ ghề. Chuyến đi này đã dạy cho tôi về nghiêm túc và quyết tâm dẫn nhiều thứ khác. Tôi vẫn còn một chặng đường dài đi tiếp. Tuy nhiên, quan trọng nhất là nó đã dạy cho tôi cuộc sống 4 điều quan trọng. Đó là tính cách, tính nhất quán, kiểm soát và khả năng cạnh tranh. Quá trình tạo nên tính nghị lực trong cuộc hành trình khó khăn. Cuộc hành trình càng nhiều khó khăn, gian khổ thì bạn nhận được càng nhiều sức mạnh. Nếu bạn tập luyện đạp xe thường xuyên, bạn sẽ hiểu nỗi đau bạn sẽ trải qua ở mỗi chặng đường. Tứ chi của tôi gào lên đau đớn cực độ mỗi lần tôi phải trải qua khóa học khó khăn. Nhưng tôi cũng biết đó là những gì cải thiện sức chịu đựng và cơ bắp. Vì vậy, tôi tiếp tục duy trì hàng ngày, nó giúp tốt hơn so với trước đây. Tôi nhận thấy bản thân mạnh mẽ hơn nhiều so với 6 tháng trước. Tương tự như vậy, trong cuộc sống, khi bạn đang thử điều gì đó mới, học một kỹ năng mới, bắt đầu công việc kinh doanh của bạn, hoặc lần đầu tiên được làm cha mẹ, hãy nhớ rằng điều đó sẽ khó khăn, tuy nhiên đừng bỏ cuộc. Hãy nhớ rằng bạn có thể đổ ngã 100 lần, nhưng hãy đứng dậy và bắt đầu lại. Với hành động liên tục, không có gì bạn không thể hoàn thành xuất sắc trong cuộc sống này. Cố gắng hết sức khi bạn không thể làm được nữa. Khi bạn bắt đầu làm gì đó thường dễ dàng, tuy nhiên để duy trì nó thì là cả một thử thách, giống như việc bạn đạp xe vậy. Mặc dù bạn bị đau, nhưng khi bạn tiếp tục thì bạn sẽ tìm được nguồn năng lượng tiếp tục. Còn nếu bạn không quan tâm đến nó, bạn sẽ làm qua loa và các thói quen lại bắt đầu lại điểm xuất phát. Thay vào đó, hãy tiếp tục, biết rằng cơ bắp của bạn sẽ khỏe hơn và nó sẽ bớt đau hơn vài ngày. Trong cuộc sống, hầu hết thời gian tôi là người khá cầu thả, tôi làm việc mà không có. Tuy nhiên, khi tôi ở trong khu vực tôi thấy thật dễ dàng để giải quyết, từ ngữ trôi chảy nghiêm nhạc và viết trở nên dễ dàng hơn. Nhưng nó không phải luôn luôn như vậy. Để đạt đến trạng thái dòng chảy này, tôi phải chặn sự gián đoạn theo một khuôn mẫu và tập trung vào viết. Tương tự trong bất cứ điều gì bạn làm, bạn cần tìm dòng chảy của bạn. Bạn sẽ tìm thấy chỉ bằng cách thực hiện liên tục mỗi ngày. Bạn được phép buông lỏng một vài ngày. Một khi bạn đã đặt nền tảng, xây dựng một chế độ và gắn bó với nó, hãy tin tôi đi, bạn sẽ không cảm thấy bất kỳ sự khác biệt mỗi ngày. Nhưng bạn đang phát triển mỗi khi bạn xuất hiện, tiếp tục thực hiện và duy trì nhịp điệu, kiểm soát bản thân khi bị tụt dốc. Bây giờ bạn đã xây dựng nền tảng của mình, có nhịp điệu và bước đi trên con đường đầy khó khăn khủng khiếp đó. Đã đến lúc tận hưởng, bạn thoải mái và để trọng lực làm việc của mình. Thật dễ dàng để bắt tốc độ khi đạp xe xuống dốc, nhưng giờ là lúc để kiểm soát. Một hòn đá lăn tập hợp rêu, nhưng đừng là hòn đá đó. Bạn cần kiềm chế và thận trọng hơn là lăn xuống. Tuy nhiên, bạn cũng muốn tận dụng tốc độ đó để đặt bạn vào đà cho lần lên dốc tiếp theo. Trong cuộc sống cũng vậy, có những lúc một quyết định sai lầm có thể là khởi đầu cho một loạt những đánh giá sai lầm và thất bại. Đừng để bị đào thải và mất kiểm soát cuộc sống của bạn. Có một điều là không quan trọng tại sao bạn lại mắc lỗi phán xét đó. Điều quan trọng là làm thế nào bạn xử lý được nó sau đó. Bạn đã cho phép hoàn cảnh có được tốt hơn của bạn, hay bạn đã cố gắng sử dụng kích hoạt đó để xoay chuyển cuộc sống của bạn. Bạn cần tập kiềm chế và đừng để cuộc sống của bạn rơi vào trạng thái tự do, cạnh tranh để thúc đẩy bản thân. Phần tốt nhất của cuộc hành trình này là những người bạn gặp, đôi khi bạn vượt qua ai đó và những lần khác mọi người vượt qua bạn. Cuộc sống cũng vậy, nhiều người đi trước chúng ta và nhiều người ở phía sau. Một chút cạnh tranh không làm tổn thương bất cứ ai. Người đó đi trước bạn có thể giúp bạn thúc đẩy mạnh hơn, và người đứng sau bạn đừng tính họ ít hơn, bởi vì bạn không bao giờ biết khi nào họ có thể vượt lên trước bạn. Luôn luôn cẩn trọng đến những thiếu sót của người khác và khiêm tốn về thành tích của một người. Cuối cùng, đừng quên tận hưởng của hành trình của bạn. Đừng đi xe đạp của bạn có thể hẹp, rộng, cập kềnh, mịn như bơ, trơn, bùn, bê tông. Tương tự như vậy, con đường bạn đã bước đi trong cuộc sống sẽ là bất cứ điều gì nằm ngoài dự đoán. Hãy chuẩn bị thật nhiều cho những điều bạn chưa biết, những thứ vị ẩn trong sự không chắc chắn. Hãy tưởng tượng nếu bạn biết chính xác cuộc sống của bạn sẽ như thế nào, nó sẽ khá buồn tẻ và đơn điệu. Vì vậy, hãy tận hưởng cuộc hành trình và bớt lo lắng về điểm đến. Theo chia sẻ của blogger Admita Karandre, chuyên viết về lối sống, sức khỏe trên Medium. Nếu câu chuyện này truyền cảm hứng đến bạn, thì đừng quên nhấn like, share, subscribe và bật chuông thông báo để mọi người biết đến kênh Đạp xe 360 nhiều hơn nhé. Hãy tiếp tục theo dõi video mà chúng mình gợi ý ngay sau đây. Xin chào và hẹn gặp lại.